Em chưa biết gì thì học được không anh? Tất cả những cái khóa học ở Design Academy nó đều set up theo cái lộ trình từ cơ bản lên nâng cao. Với những cái khóa cơ bản là những khóa dành cho người hoàn toàn mới bắt đầu không biết gì cả. Ví dụ như khóa Digital Painting Basics đi, mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng Photoshop như nào này, từ cái layer này, từ cái root này, công cụ gì, mình đều hướng dẫn từng bước một dành cho người hoàn toàn không biết gì luôn. Đó là những cái khóa tạo ra là để dành cho một người hoàn toàn không biết gì cả, để người ta có thể bắt đầu học được. Còn những cái khóa nâng cao thì bắt buộc bạn phải có một cái yêu cầu đầu vào thì bạn mới học được khóa nâng cao. Còn bạn muốn chọn một cái khóa basic thì bạn không cần phải biết gì cả. Bạn cứ gửi cái khóa học mà bạn muốn đăng ký qua cho mình rồi mình sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn nha.